trả tiền shopping cuốn sáng nay đây. Có 30k mà sếp cũng đòi. Đòi chứ, tiền bạc phân minh ai tình dứt khoát. Đây. À, tôi ghét cái thái độ. Bút quyền lại, xóa. Trả tiền bánh cuốn mày. Mấy chục bạc. Xóa. Trả tiền anh sao bánh cuốn mày. Ờ, rõ ràng em có 60 trong túi. Chắc rơi đâu rồi. Lên phường nhanh. Để em gây án nốt. Mà anh hạng bác. Phá án xong đói quá. Đã có cách. Xóa. Tôi là ai? Anh là shipper, đang chuẩn bị ship đồ ăn đến cho tôi. Đồ ăn của anh đây, tổng hết 120 ngòm. Xóa. Không cần trả lại. Cảm ơn anh. Ai ốt thì mà. Tiền đâu ấy nhở? Cái thằng này, dám trúng việc đi chơi với gái. Xóa. Em là ai? Em là bạn gái của anh. Anh yêu. Trả bạn gái cho em. Xóa. Tôi là ai? Anh là thằng thợ hút bể phốt. Ôi nhà mày ăn, tôi bố lắm rồi. Ôi, muốn nghèo nhở, tối quá.